Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 10 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới hiện nay. Giới thiệu chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Như thường lệ, chương trình thời sự tối thứ hai hàng tuần có một an toàn giao thông. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về việc khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xác định đối tượng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, công văn nêu rõ, trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện ngay một số nội dung cụ thể như sau. 1. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân tại đơn vị địa bàn mình quản lý phải khai báo dịch tễ trung thực, kịp thời, đảm bảo công tác điều tra, truy vết được nhanh chóng. Đơn vị, cơ quan, tổ chức, địa phương nào có người khai báo dịch tễ chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì thủ trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức, chủ tịch ủy ban dân địa phương đó chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban dân tỉnh. 2. Giao sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị y tế rà soát đối tượng để áp dụng các biện pháp cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. 3. Đối tượng áp dụng cách ly tập trung: a. Các trường hợp tiếp xúc gần theo các thông báo dịch tễ ca bệnh từ Bộ Y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; b. Các trường hợp tiếp xúc gần theo quyết định số 3468 ngày 7 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế, cụ thể như sau. Tiếp xúc gần là người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ cho đến khi ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ được cách ly y tế. Nếu là người lành mang trùng thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Khởi phát của ca bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường về sức khỏe đầu tiên xuất hiện mà bệnh nhân cảm nhận được. Có thể là mệt mỏi, đau người, gai người ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, sốt, ho, đau họng. Người tiếp xúc gần, trong một số trường hợp cụ thể, tùy theo kết quả điều tra dịch tễ, cơ quan y tế sẽ quyết định việc mở rộng danh sách người tiếp xúc gần đối với hành khách đi cùng một phương tiện giao thông. Bất cứ người nào có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ ở các tình huống khác trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ cho đến khi ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ được cách ly y tế. 4. Các trường hợp tiếp xúc gần với F1 triển khai cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú một cách nghiêm ngặt và hướng dẫn cách tự phòng bệnh, theo dõi sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm của F1. Nếu F1 dương tính thì F2 trở thành F1 và tiến hành cách ly tập trung ngay, triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu F1 âm tính lần 1 tính từ thời điểm tiếp xúc lần cuối thì kết thúc cách ly nhưng vẫn thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo phòng chống dịch, các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Tam Kỳ để nghe báo cáo phương án triển khai phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19, thành phố Tam Kỳ đã nâng mức cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, địa phương cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 32 mẫu và 32 mẫu âm tính, cách ly tập trung 35 trường hợp, kết thúc 8 trường hợp âm tính lần 1 là chuyên gia người Sri Lanka, hiện đang làm việc tại công ty Fashion Garment, bàn giao chuyển sang khu cách ly tập trung có thu phí Vinpearl Resort và Spa Hội An. Chuyển trung tâm y tế 1 trường hợp âm tính lần 1 do có bệnh nền tăng huyết áp và thần kinh không ổn định. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu thành phố Tam Kỳ nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Các khu cách ly tập trung phải thực hiện nghiêm, tránh lây nhiễm chéo và có cài đặt camera. Khuyến cáo mọi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa việc di chuyển từ thành phố Tam Kỳ đến các tỉnh, thành phố khác. Tích cực triển khai công tác giám sát, truy vết các trường hợp đi về từ vùng có ca bệnh COVID-19.
những người có tiếp xúc với F1, F2, F3 để tiến hành cách ly y tế phù hợp. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức đồng loạt ra quân kiểm tra xử phạt hành chính đối với những trường hợp không đeo khẩu trang, các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, kích hoạt tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng, đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng trường hợp. Lập danh sách người dân đến về lại từ các địa phương có ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, đồng thời kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp. Ngành giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong trường học. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trạng Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 để nghe góp ý quy chế phối hợp quản lý khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 có thu phí đối với người nhập cảnh tại các khách sạn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị và chủ cơ sở khách sạn có tham gia thực hiện cách ly có thu phí. Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy chế này quy định trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương, cá nhân liên quan và các khách sạn có thực hiện cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại khách sạn theo quyết định số 1246 của Bộ Y tế. Yêu cầu giám sát đối với người nhập cảnh cách ly trước khi nhập cảnh, người nhập cảnh phải có giấy xác nhận có ngôn ngữ tiếng Anh âm tính với SARS-CoV-2. Bằng kỹ thuật xét nghiệm phát hiện vật liệu di truyền ARN của cơ quan y tế có thẩm quyền trước khi nhập cảnh 5 ngày. Tất cả các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung. Đối tượng áp dụng quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị địa phương và cá nhân liên quan, các khách sạn thực hiện cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại khách sạn và các đối tượng thuộc diện phải cách ly bắt buộc. Quy chế này chỉ áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng chống COVID-19, không phục vụ mục đích khác. Chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Fanco Tâm Thăng đã trao tặng 50.000 khẩu trang nhằm hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng lãnh đạo Sở Y tế tiếp và làm việc với công ty. Thay mặt đội ngũ cán bộ người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Fanco Tâm Thăng, ông Han Jun Jun, tổng giám đốc điều hành cho biết, 50.000 khẩu trang lần này là sản phẩm của công ty sản xuất, mong muốn đóng góp cùng chính quyền địa phương cho công tác phòng chống dịch. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Fanco Tâm Thăng cũng cam kết sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi sản xuất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cảm ơn sự đóng góp kịp thời của công ty Fanco Tâm Thăng, đồng thời cho biết tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam vừa có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, các đơn vị kinh doanh vận tải, hành khách đường bộ, bến xe khách trên địa bàn tỉnh và thanh tra Sở Giao thông Vận tải về việc hạn chế phương tiện vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại để phòng chống dịch COVID-19. Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt tuyến cố định thực hiện phương án cắt giảm số chuyến lượt xe hoạt động trên tuyến đến mức thấp nhất hoặc tạm thời dừng hoạt động khai thác dịch vụ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trường hợp đơn vị vẫn hoạt động khai thác trên tuyến thì không được chở quá 50% số ghế quy định trên xe và không quá 20 hành khách một chuyến xe. Đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên mỗi chuyến xe chở không quá 50% số ghế đối với mỗi loại phương tiện. Chiều nay tại đơn vị bầu cử số 1 phường Điện Nam Trung, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đắc Quảng, bà Nguyễn Lê Châu Trân, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và bà Võ Thị Thu Thảo, giáo viên trường mẫu giáo Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn đã tiếp xúc với bà con cử tri các phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Điện Dương và phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn đã tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên. Tiếp đó, những người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình đã được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên vị trí công tác của mình, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm chủ yếu đến phát triển kinh tế xã hội, kết nối hạ tầng trong việc khớp nối để phát triển địa bàn, gắn kết với trục phát triển kinh tế các vùng trọng điểm của tỉnh Quảng Nam. Cử tri năm phường vùng Đông thị xã Điện Bàn đánh giá cao các chương trình hành động và cho rằng những người ứng cử đều bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Qua đó, cử tri cũng có nhiều ý kiến đóng góp chân tình thẳng thắn, mong các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết chương trình hành động đã đề ra. Thưa quý vị, hướng đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 tới đây.
thực hiện theo quy định của pháp luật. Bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị tỉnh Quảng Nam. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 Dương Văn Phước. Ông Dương Văn Phước hiện là tỉnh ủy viên, bí thư chi bộ, chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa 14. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Từ vừa qua, tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam hiệp thương cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, dùng hết tâm sức, trí tuệ để thực hiện tốt cái chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đáp ứng cái lòng mong đợi của cử tri. Với cái chương trình hành động tập trung vào 5 điểm sau. Một là sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân. Tôi sẽ chủ động liên hệ với cử tri để nắm bắt tình hình đời sống và phản ánh trung thực những bức xúc, trăn trở, những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thứ hai là tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, làm cho pháp luật của nhà nước ta ngày còn thông thoáng, minh bạch, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Thứ ba là tôi sẽ tham gia giám sát, xây dựng bộ máy nhà nước ta trong sạch, vững mạnh, gắn liền với việc công khai, minh bạch và thực hiện cái trách nhiệm giải trình với các cơ quan hành chính nhà nước. Đấu tranh khắc phục cái tình trạng số cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vô cảm, tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thứ tư là tôi sẽ tập trung nghiên cứu để đóng góp vào cái sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước của Quảng Nam và trong đó có các huyện, thành phố mà nơi tôi ứng cử và an sinh xã hội. Tôi sẽ đề xuất với chính phủ và quốc hội sẽ xem xét sửa đổi toàn diện chính sách pháp luật liên quan đến đất đai nhằm đảm bảo hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp và xã hội, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển bền vững, hiện đại, văn minh nhằm nâng cao cái đời sống, đồng bộ cái mức sống của vật chất và văn hóa của người dân. Thứ năm là đối với bản thân tôi thì tôi sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về biện pháp thực hiện cái chương trình hành động với chức trách nhiệm vụ được giao và cùng với kiến thức kinh nghiệm hơn 15 năm tham gia hoạt động trong môi trường công tác của Quốc hội, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý, nhất là trên lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân. Trong quá trình công tác, tôi cũng đã nắm được cái quy trình tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, lắng nghe, cảm nhận, thấu hiểu được những tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Tôi nguyện sẽ tập trung hoàn thành tốt cái chức trách nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của cử tri và nhân dân Quảng Nam vào nghị trường Quốc hội để Quốc hội bàn bạc, thảo luận, đưa ra những quyết sách sát, đúng, hợp lòng dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri Quảng Nam và nhân dân cả nước. Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, tôi sẽ dựa vào nhân dân, mặt trận và các đoàn thể xã hội, các cơ quan báo chí và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, gắn bó mật thiết với cử tri, tích cực nghiên cứu, đóng góp vào các chương trình nghị sự của Quốc hội, nhất là các chương trình xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, tôi sẽ mở rộng các mối quan hệ với các cơ quan của Trung ương nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp công tác, liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương nhằm đảm bảo chính sách pháp luật được thực thi đúng vì sự phát triển của đất nước, của nhân dân và của tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối mai 11 tháng 5, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu chương trình hành động của ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa 14, là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị, nếu như năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ xảy ra 17 vụ, làm chết 12 người, bị thương 10 người, thì trong khoảng thời gian hơn 4 tháng sau Tết Tân Sửu đến nay, đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 6 người, 9 người bị thương. Tai nạn giao thông đã để lại nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ một chàng trai khỏe mạnh vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường, chuẩn bị tìm kiếm công việc ổn định phụ giúp gia đình, thì giờ đây mọi sinh hoạt của Đỗ Thanh Sương sinh năm 1996 ở xã Tam Thăng phải nhờ cả vào mẹ. Thương tật để lại trên cơ thể 72%, cánh tay phải của Sương đã bị liệt, tâm lý khủng hoảng, sức khỏe đi xuống, tương lai mờ mịt. Đó là những gì mà Sương phải gánh chịu từ 9 vụ tai nạn giao thông do mình gây ra vào cuối tháng 7 năm 2020. Vì lý do chạy quá tốc độ, không làm chủ được tay lái, nên Sương đã gây ra tai nạn cho chính mình và người khác. Thì mới đầu em bị, nhất là về vấn đề tâm lý. Tâm lý là suy nghĩ là mình báo năm đại học rồi mà chưa phụ giúp được cho gia đình hết. Anh Phạm Hồng Lạc chính là nạn nhân trong vụ tai nạn do Đỗ Thanh Sương gây ra. Anh Lạc bị thương tật 48% và phải nằm một chỗ điều trị vết thương ở chân gần 7 tháng, mới vừa được tháo bột và tập đi lại. Anh Lạc là trụ cột chính trong gia đình, trong khi vợ chỉ buôn bán nhỏ, hai con đang tuổi lớn ăn học. Gia đình vừa mới thoát nghèo, nhưng khi tai nạn ập xuống, gia đình anh lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất. Hai trường hợp nêu trên đều là nạn nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông mà Công an thành phố Tam Kỳ đã và đang điều tra xử lý từ năm 2020 đến nay. Vừa tuyên truyền nhắc nhở và để xử lý nghiêm, cũng mong rằng những người giao thông phải có thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cho người khác. Theo thống kê từ Ban An toàn giao thông Tam Kỳ, phần lớn nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ ý thức của người dân về chấp hành luật giao thông đường bộ. Một khi không tuân thủ nghiêm túc thì tai nạn giao thông vẫn mãi là nỗi ám ảnh thường trực đối với người tham gia giao thông. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay.